Anh em đang có nhu cầu thử vận may, Monix Fortify, hãy đến ngay shop misutv.com với vòng quay kim cương cực chất, gian đông chống nick VIP cực cao, đặc biệt nhất, mua 1 tặng 2, tính tiền 3 đó nhở. Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì ở video tiếp theo ngày hôm nay, mình sẽ đưa đến với anh em 3 mã code để chúng ta nhập, chúng ta nhận quà nhá. Và nói chung là chúng ta sẽ có một mã code toàn server nhá. Anh em nhớ là chỉ có một mã code thôi nhá. Ok, nói chung là cái mã code toàn server ấy, chắc cũng có rất nhiều anh em chúng ta biết rồi. Bạn đâu biết rồi thì chúng ta đừng ném gạch nhá. Ok, thì chúng ta sẽ có hai mã code đầu tiên ấy, chúng ta nhận hộp súng nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ truy cập vào mục sự kiện và chúng ta nhận cái mã code thôi. Thì bạn đâu đang xem, chúng ta nhớ cho mình một like, một nút đăng ký kênh và một nút chia sẻ để ủng hộ mình nhá. Và trước tiên thì chúng ta sẽ nhận cái phần quà đặt trước nhá. Rồi và sau đây chúng ta sẽ truy cập vào cái phần nơi nhập gift code free thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ đến với hai mã code đầu tiên ấy. Nói chung là nó sẽ giới hạn nhá. Hai mã code đầu tiên chúng ta sẽ giới hạn nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ đến với mã code đầu tiên thôi. Chúng ta nhận hộp súng SK thần tình yêu nhá. Và sau khi mà mình ghi xong cái mã code ấy, mình sẽ cho anh em xem, nên là chúng ta yên tâm. Bạn đâu chúng ta đang xem, chúng ta sẽ kiếm một cái tờ giấy và một cái bút đấy, chúng ta ghi cho nhanh nhở. Ok, và đây là cái mã code đầu tiên của chúng ta anh em. Ở đây thì mình sẽ nhận quà luôn nhở. Vậy là chúng ta đã nhận được cái hộp súng SK thần tình yêu rồi. Nói chung là một hộp ấy, chúng ta cũng tương đương với 60 kim cương nhở. Nói chung là cũng rất là ngon. Ok, và đây là toàn bộ cái mã code đầu tiên của chúng ta nhá. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với mã code thứ hai thôi. Nói chung là bạn đâu đang xem ấy, nhớ cho mình một like, một nút đăng ký kênh và một nút chia sẻ ủng hộ mình nhá. Ok, và đây là cái mã code thứ hai của chúng ta nhá. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ nhận quà luôn thôi. Bạn đâu đang xem, chúng ta sẽ kiếm một cái tờ giấy, chúng ta ghi cho nhanh nhá. Ok, vậy là chúng ta đã nhận được cái hộp súng SK huyết nguyệt rồi. Khá là ngon, đúng không anh em? Ok, và đây là hai cái mã code đầu tiên của chúng ta. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với mã code thứ ba nhá. Và mình cũng nói rồi ấy, mã code thứ ba là chúng ta sẽ giới hạn nhá. Thì cũng có rất nhiều anh em chúng ta biết rồi ấy, thì chúng ta đừng có ném gạch nhá. Ok, thì tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng sang một cái nick mới nhá. Vì cái nick cũ ấy thì mình nhận rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ vào cái phần nơi nhập gift code free nhá. Nói chung là cái gift code toàn server này ấy, nó cũng tồn tại khá là lâu rồi. Hình như là 4 hay 5 tháng rồi ấy. Đấy, nói chung là bạn đâu chưa nhập thì chúng ta sẽ nhập thì chúng ta nhận quà nhá. Ok, sau đây thì mình sẽ nhập cái mã gift code toàn server luôn nhá. Ok, và đây là cái mã code toàn server của chúng ta nhá. Đó chính là làm ván Free Fire. Ở đây thì chúng ta sẽ nhận được trang phục chiến binh trận thế X1 nhá. Thì có rất nhiều bạn nếu mà chúng ta chơi từ lâu rồi ấy là chúng ta sẽ biết nhá. Còn những bạn mà chúng ta mới chơi game thì chúng ta sẽ không biết cái mã code này. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ có một gói trang phục ấy tương đương với khoảng 900 kim cương nhá. Ok, và nói chung là khi mà chúng ta thoát game ra ấy, chúng ta vào lại thì chúng ta sẽ nhận được quà nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ có quà, đó chính là chiến binh tận thế này. Nói chung là cũng khá là ngon rồi. Ở đây thì mình sẽ nhận quà luôn nhá. Ok, vậy là chúng ta đã nhận được gói trang phục chiến binh tận thế X1. Và nói chung là cái mã code này ấy, chúng ta dành cho những bạn chúng ta mới chơi game nhá. Thì chắc có lẽ là những bạn chúng ta mới chơi game khoảng 4-5 tháng gần đây ấy, thì chúng ta sẽ không biết đâu. Thì tiếp theo mình quay lại nick của mình rồi. Chúng ta sẽ mở hộp súng SK tần tình yêu và hộp súng SK huyết nguyệt nhá. Ok, và đây mình sẽ vào cái phần hộp cho anh em xem nhá. Thì ở đây chúng ta sẽ có hộp súng SK tình yêu ấy và SK huyết nguyệt nhá. Nói chung là cũng khá là ngon và chúng ta sẽ mở luôn xem nó như thế nào nhá. Ok, vậy là chúng ta trúng được skin 24 giờ. Tiếp theo thì xem chúng ta trúng được cái gì nhá. Lại 24 giờ tiếp anh em. Đấy, nói chung là cũng khá là đen nhá. Ok, và bạn đâu mà chúng ta đang xem, chúng ta nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và một nút chia sẻ giúp cho mình nhá. Ok, thì nói chung là mình còn một số những cái mã code ấy,
nhưng mà mở code hộp súng nhá, thì mình sẽ đưa đến cho anh em trong những cái video tiếp theo. Ok, tiếp theo thì cái quân đoàn của mình ấy đang tuyển thêm thành viên nhá. Bạn đâu mà chúng ta muốn vào thì chúng ta phải cần đổi tên nhá. Ở đây thì trong quân đoàn mình ấy, chúng ta có rất nhiều bạn gái này, nên là chúng ta yên tâm nhá. Khi mà chúng ta vào đây thì chúng ta sẽ được chơi cùng những bạn gái này. Thì quan trọng nhất ấy là chúng ta có mic nhá. Ok, thì video của mình kết thúc ở đây thôi. Và bye bye anh em. Ok em tới đây đi em yêu.